Hôm nay Kha Vương xin giới thiệu đến anh chị em cái sản phẩm dầu viêm xoang của Đông y An Giang. Cái dầu này là đặc trị viêm xoang, ngạt mũi, đau đầu, mỏi cổ, đau thái dương, mỏi vai gáy mình dùng đều được. Đặc biệt mà anh chị em nào mà trái gió trở trời đó, bị chảy nước mũi á, mình thoa trực tiếp nha, chứ đừng có hít. Mình thoa trực tiếp vào mũi thì Kha Vương đảm bảo rằng trong vòng 15 đến 20 phút nước mũi mình sẽ khô, bởi vì sản phẩm này Kha Vương đã dùng rồi và nhiều người tin dùng rất là tốt. Đặc biệt tuy anh chị em không bị viêm xoang, không bị ngạt mũi thì mình có thể là lâu lâu mình mệt mỏi trong người, mình thoa đầu, thoa cổ. Cái điều đặc biệt anh chị em sử dụng á, nếu mình hơi bị mệt mỏi khó chịu trong người thì anh chị em thoa cổ khoảng 3 đến 4 lần. Thoa cái bàn tay của mình 1 đến 2 lần. Nếu trong trường hợp mình nhức đầu thì mình thoa thái dương. Kha Vương đảm bảo về cái sản phẩm này chất lượng tuyệt vời và giá chỉ có 25.000 đồng một chai. Ở đây Kha Vương có gửi hàng qua đường bưu điện. Anh chị em mua 1 chai, 2 chai, 5 chai, 10 chai nó đều đồng giá là 25.000 và cộng tiền cước. Anh chị em nhận hàng, mình khui ra, mình xài thử, mình hít thử, mình kiểm tra đúng hàng như Kha Vương quảng cáo thì mình nhận hàng và đưa tiền cho bưu điện. Kha Vương 0814721262. Kha Vương cảm ơn nhiều.